Con gái út Khánh Thi, Phan Hiển gây sốt với ảnh cận mặt còn ngoan ngoãn để bố mẹ làm một việc. Vừa qua, mạng xã hội được một fan phát sốt với ảnh cận mặt của con gái út nhà Khánh Thi, Phan Hiển sắp tròn 3 tháng tuổi. Bên cạnh đó, cô bé còn được khen ngợi vì ngoan ngoãn để bố mẹ làm một việc. Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi Phan Hiển đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường của gia đình. Đáng chú ý, nữ kiện tượng cũng hé lộ loạt ảnh cận mặt vô cùng đáng yêu của cô con gái út Lisa. Được biết, con gái út của Khánh Thi sắp tròn 3 tháng tuổi và ngày một cứng cáp. Ái nữ nhà Khánh Thi Phan Hiển gây sốt với ngoại hình đáng yêu hết nấc. Từ đôi mắt to tròn, khuôn miệng trúng chím, cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Bên cạnh đó, cô bé còn được khen ngợi trông rất ngoan ngoãn, chịu nằm yên cho bố mẹ tắm mát. Khánh Thi, Phan Hiển là cặp đôi đình đám trong làng dance sports Việt. Hơn 14 năm bên nhau, vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển trải qua không ít sóng gió, tan rồi lại hợp mới vun vén được tổ ấm hạnh phúc với những đứa con xinh xắn như hôm nay. Tổ chức đám cưới đánh dấu cột mốc mới hồi cuối năm 2022, vợ chồng Khánh Thi tiếp tục đón tin vui khi đón thêm con thứ ba là bé Lisa. Con gái thứ hai chào đời vào đầu tháng 9, vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển không ngại khoe mặt con. Thời gian qua, cặp đôi thực hiện nhiều bộ ảnh chụp lưu lại khoảnh khắc đầu đời của ái nữ. Cô bé được bố mẹ đầu tư quần áo, có nhiều hình ảnh lung linh trông hệt thiên thần nhỏ. Khánh Thi tiết lộ nhóc tì Lisa được bú sữa mẹ lẫn sữa ngoài nên sức khỏe rất tốt. Cô bé có nết ăn, nết ngủ ngoan ngoãn, rất hợp tác nên bố mẹ chăm không quá vất vả. Bà xã Phan Hiển thoải mái đưa con đến phòng tập, vừa trông con lẫn làm việc. Được biết, thời điểm Khánh Thi mang bầu, cô ốm nghén nặng nên không ăn uống. Cơ thể không tăng quá nhiều cân, đến ngày sinh em bé chỉ nặng khoảng 2kg. Trong bộ ảnh chụp hôm đầy tháng, Lisa trông bé xíu, nằm gọn trong vòng tay bố mẹ. Giờ đây, nhóc tì khỏe khoắn, lớn nhanh như thổi. Khánh Thi cho biết vợ chồng cô cũng thay đổi và thích nghi khi có thêm thiên thần nhỏ. Vì là cô giáo nên Khánh Thi không tránh khỏi những lúc nghiêm giọng nên các con đều bám bố và tâm sự với bố nhiều hơn mẹ. Hiện tại, con trai đầu lòng Kubi, 8 tuổi, con gái thứ hai là Anna, 5 tuổi, đều đã tự giác trong việc tắm rửa, ăn uống nên bố mẹ đỡ vất vả. Vợ chồng Phan Hiển thấy mừng vì hai con Kubi và Anna rất yêu thương và quấn em. Không chỉ ra dáng anh trai, Kubi còn xin bố mẹ đặt tên ở nhà của Lisa theo tên thần tượng của mình. Được biết, vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển luôn quan tâm hai con Kubi và Anna nhiều hơn để các con không có cảm giác bị cho ra rỉa. Mỗi lần nghe hai con nói bố mẹ giờ yêu em hơn yêu con, Khánh Thi sẽ trò chuyện, giải thích rằng em còn nhỏ nên cần được chăm sóc nhiều hơn. Bà xã Phan Hiển bộc bạch, mỗi khi có hai con lớn, tôi và chồng không dám nựng con út quá nhiều. Dù cả hai bé đều biết đây là em mình, nhưng có thể các con sẽ cảm thấy tình yêu thương của bố mẹ bị chia sẻ, hơi tị nạnh. Có những lúc vợ chồng tôi rơi vào tình thế khó xử như hai con đòi bố mẹ ộm, nhưng con gái út lại đang khóc. Từ khi có ba đứa con, vợ chồng chúng tôi không được nằm gần nhau vì các con đòi ôm bố mẹ đi ngủ. Nếu hai vợ chồng không có sự chia sẻ sẽ dần xa nhau. Sau thời gian sinh con, Khánh Thi đã trở lại lịch trình công việc bận rộn. Phan Hiển tiết lộ bà xã vẫn còn dấu hiệu trầm cảm sau sinh, thường xuyên cáu kỉnh, bỏ ăn. Anh luôn kiên nhẫn, chiều theo vợ để giúp cô vượt qua giai đoạn này.